Hà Nội thêm 863 người mắc Covid-19, hơn 270 ca cộng đồng. Phát hiện nam sinh mắc Covid-19 khi đo thân nhiệt ở cổng trường. Đà Nẵng ghi nhận 198 ca Covid-19 trong ngày, 89 trường hợp chưa cách ly. Bình Thuận thêm 7 ca qua đời, nâng số bệnh nhân qua đời do Covid-19 lên 178 ca. Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến tối ngày 10 tháng 12. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Sở Y tế Hà Nội tối ngày 10 tháng 12 ghi nhận thêm 863 người mắc Covid-19, gồm 272 ca cộng đồng, 478 ca tại khu cách ly và 113 ca trong khu phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại 226 xã, phường, thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện, Hai Bà Trưng 133 ca, Hoàng Mai 128 ca, Đống Đa 80 ca, Nam Từ Liêm 79 ca, Hoàn Kiếm 53 ca, Gia Lâm 51 ca, Chương Mỹ 42 ca, Cầu Giấy 38 ca, Thanh Xuân 37 ca, Hoài Đức 27 ca, Tây Hồ 24 ca, Hà Đông 24 ca, Thanh Oai 23 ca, Đông Anh 18 ca, Phú Xuyên 15 ca, Long Biên 14 ca, Quốc Oai 12 ca, Thanh Trì 11 ca, Thạch Thất 10 ca, Ba Đình 9 ca, Bắc Từ Liêm 8 ca, Đan Phượng 6 ca, Ứng Hòa 5 ca, Thường Tín 5 ca, Sơn Tây 4 ca, Mê Linh 3 ca, Mỹ Đức 2 ca, Ba Vì 1 ca, Sóc Sơn 1 ca. Cộng dồn số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 16.822 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 6.341 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 10.481 ca. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Trường Trung học cơ sở Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội phát hiện nam sinh bị sốt, đưa đi test nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp nam sinh lớp 9 nhiễm nCoV. Sáng ngày 7 tháng 12, nam sinh này đến trường Trung học cơ sở Tri Thủy học trực tiếp. Tại khu vực cổng trường, nhân viên y tế học đường đo thân nhiệt, phát hiện nam sinh có biểu hiện sốt nên đưa đi test nhanh và phát hiện em dương tính với SARS-CoV-2. Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR dương tính, nam sinh được chuyển đến trạm y tế lưu động xã Tri Thủy để điều trị. Sau khi phát hiện nam sinh dương tính, toàn bộ 3 lớp 9 với 100 học sinh của trường Trung học cơ sở Tri Thủy tạm thời dừng học trực tiếp. Bước đầu qua xét nghiệm nhanh, toàn bộ người thân gia đình và lớp học sinh trên có kết quả âm tính. Cả 3 lớp 9 học tại trường đều phân cách riêng biệt, học sinh lớp có ca mắc cũng tạm thời cách ly tại nhà. Nếu sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính, sẽ cho trở lại trường học. Hiện khối lớp 9 chuyển sang học trực tuyến, lãnh đạo xã Tri Thủy thông tin. Cùng ngày, ông Lưu Luyến, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Xuyên cho biết, sau khi phát hiện nam sinh lớp 9 trên địa bàn huyện dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị đã chỉ đạo các trường nâng cao biện pháp chống dịch, đảm bảo công tác tốt nhất, mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu. Huyện và phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng phương án kịch bản rất chi tiết. Sau khi phát hiện học sinh mắc COVID-19, trường đã cho các lớp nghỉ học, tự cách ly tại nhà theo đúng tinh thần, kịch bản phòng chống dịch, ông Luyến thông tin. Đà Nẵng ghi nhận 198 ca COVID-19 trong ngày 10 tháng 12, trong đó số ca chưa cách ly vẫn ở mức cao với 89 trường hợp gồm nhiều tiểu thương, công nhân. Chiều ngày 10 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 198 ca mắc COVID-19, gồm 81 ca cách ly tạm thời tại nhà, 28 ca trong khu phong tỏa và 89 ca chưa cách ly. Trong 89 ca chưa cách ly, có 28 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Khánh Bắc, 1 ca đại diện hộ gia đình phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 4 ca đại diện hộ gia đình phường Mân Thái, 1 ca đại diện hộ gia đình phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Có 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Nại Hiên Đông, 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Thanh Vinh, 2 ca là tiểu thương chợ Hòa Khánh, 1 ca nhà hàng, quán ăn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 2 ca lấy mẫu nhà hàng, quán ăn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu và Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Có 6 ca được ghi nhận khi lấy mẫu công nhân công ty Magic, 4 ca tự test nhanh dương tính được lấy mẫu và 1 ca lấy mẫu tại công ty TTTI test nhanh dương tính. Các ca chưa cách ly còn lại được phát hiện khi đến khám xét nghiệm tại cơ sở y tế như phòng khám Hòa Khánh 1 ca, trạm y tế phường Phước Mỹ 1 ca, bệnh viện Tâm Trí 3 ca, phòng khám Y Đức 7 ca, bệnh viện Hoàn Mỹ 2 ca, phòng khám Thiện Nhân 3 ca, phòng khám Thiện Phước 1 ca, bệnh viện 199 Bộ Công an 4 ca, bệnh viện Ung Biếu 1 ca, phòng khám Pasteur 2 ca, trung tâm y tế các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà 6 ca, trung tâm y khoa Phúc Khang 1 ca, phòng khám Ân Đức 2 ca. có 175 trên 198 ca mắc trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như quận Liên Chiểu 81 ca, quận Sơn Trà 51 ca, quận Cẩm Lệ 16 ca, huyện Hòa Vang 15 ca, quận Hải Châu 5 ca, quận Thanh Khê 5 ca và quận Ngũ Hành Sơn 2 ca. Các chuỗi lây nhiễm đáng chú ý trong ngày gồm công ty Matrix 6 ca, công ty Thuận Phước 3 ca, khu vực đường Võ Trường Toàn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà 23 ca, chợ Thanh Vinh, chợ Hòa Khánh 4 ca. Hiện Đà Nẵng có 242 khu vực phong tỏa trên toàn thành phố với 1.513 hộ, với 9.715 nhân khẩu, duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 484 người. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.385 ca mắc COVID-19, trong đó 128 ca ngoại tỉnh. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Tính đến thời điểm này, tỉnh Bình Thuận chưa ghi nhận trường hợp qua đời do COVID-19 đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh diễn biến tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trong ngày, Bình Thuận có thêm 219 ca mắc COVID-19 và 7 ca qua đời, trong đó 6 ca qua đời ở Tuy Phong, Phan Thiết, La Ghi, Đức Linh và 1 ca là bệnh nhân nữ 61 tuổi, ngụ Tuy Phong nhưng qua đời ngoài tỉnh. Như vậy, số ca qua đời do COVID-19 tại Bình Thuận đã lên đến 178 ca, 14 ca qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến chiều ngày 10 tháng 12, toàn tỉnh đã có 21.145 ca mắc COVID-19, Phan Thiết 7.315 ca, Tuy Phong 3.437 ca, La Ghi 2.485 ca, Hàm Thuận Bắc 1.948 ca, Bắc Bình 1.570 ca, Đức Linh 1.442 ca, Hàm Thuận Nam 1.101 ca, Tánh Linh 865 ca, Hàm Tân 504 ca, Phú Quý 478 ca. Trong đó có 6.900 ca đang điều trị, 14.081 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Trong ngày, số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện là 485 ca. Số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế là 3.265 ca, điều trị tại nhà 3.635 ca. Hiện đang có 111 ca mắc đang điều trị có diễn tiến nặng, Phan Thiết 69 ca, Bắc Bình 27 ca, Đức Linh 9 ca, La Ghi 6 ca. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bản tin dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 14.819 ca mắc COVID-19. Các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu và Hải Phòng tăng hàng trăm ca. Trong ngày có hơn 1.300 ca khỏi bệnh, 216 trường hợp qua đời. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 12 đến 16 giờ ngày 10 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước, giảm 481 ca so với ngày trước đó, tại 57 tỉnh, thành phố, có 8.843 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.226 ca, Sóc Trăng 894 ca, Tây Ninh 893 ca, Cà Mau 822 ca, Đồng Tháp 744 ca, Bến Tre 712 ca, Cần Thơ 675 ca, Hà Nội 637 ca, Khánh Hòa 587 ca, Bình Phước 579 ca, Bạc Liêu 570 ca, Vĩnh Long 556 ca, Đồng Nai 434 ca, Bình Dương 381 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 381 ca, Tiền Giang 376 ca, An Giang 355 ca, Trà Vinh 352 ca, Hậu Giang 335 ca, Kiên Giang 328 ca, Bình Định 232 ca, Bình Thuận 219 ca, Đà Nẵng 198 ca, Thanh Hóa 192 ca, Lâm Đồng 186 ca, Thừa Thiên Huế 182 ca, Hải Phòng 180 ca, Bắc Ninh 146 ca, Hưng Yên 144 ca, Nghệ An 124 ca, Quảng Nam 122 ca, Hải Dương 101 ca, Hà Giang 94 ca, Ninh Thuận 88 ca, Phú Yên 74 ca, Gia Lai 67 ca, Quảng Bình 57 ca, Lạng Sơn 55 ca, Long An 55 ca, Đắk Nông 54 ca, Thái Nguyên 52 ca, Vĩnh Phúc 48 ca, Hòa Bình 48 ca, Quảng Ngãi 44 ca, Nam Định 34 ca, Thái Bình 31 ca, Quảng Trị 29 ca, Quảng Ninh 28 ca, Lào Cai 22 ca, Phú Thọ 15 ca, Yên Bái 14 ca, Hà Tĩnh 12 ca, Bắc Giang 11 ca, Sơn La 8 ca, Điện Biên 6 ca, Tuyên Quang 6 ca, Hà Nam 4 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh giảm 227 ca, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 195 ca, Tiền Giang giảm 192 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bến Tre tăng 195 ca, Bạc Liêu tăng 143 ca, Hải Phòng tăng 122 ca. Về số bệnh nhân không qua khỏi, trong ngày ghi nhận 216 ca qua đời. Tại thành phố Hồ Chí Minh 71 ca, trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến. Tại các tỉnh, thành phố khác, Đồng Nai 33 ca, Bình Dương 15 ca, Tây Ninh 14 ca, Tiền Giang 12 ca, Bạc Liêu 11 ca, Cần Thơ 11 ca, Đồng Tháp 8 ca, Bình Thuận 7 ca, Vĩnh Long 7 ca, Kiên Giang 7 ca, Sóc Trăng 7 ca, Long An 5 ca, Trà Vinh 3 ca, Cà Mau 2 ca, Hà Nội 1 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bình Phước 1 ca. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.